Chùa này chùa Kỳ Quang ha. Chào mừng cả nhà đến với kênh Hoành ngày hôm nay. Thì hôm nay Hạnh sẽ dẫn cả nhà đến với chùa Kỳ Quang ở trên đường gần Nguyễn Văn Lượng, Gò Vấp. Thì bây giờ Hạnh sẽ đây là ngôi chùa có nuôi rất nhiều em nhỏ bị bố mẹ bỏ rơi. Thì hôm nay Hạnh sẽ quay chi tiết cho cả nhà cùng xem, và cả nhà thấy hay hay thì cùng đến đây lễ bái Phật. Lễ bái Phật và ủng hộ quyên góp cho các em ở đây nha. Rồi cả nhà cùng với Hạnh đi vào chùa nha. Dạ, chùa này chùa Kỳ Quang 2 này hiện tại đang ở đường địa chỉ này cả nhà. Đây là 10154-4A Lê Hoàng Phái, phường 17 quận Gò Vấp cả nhà. Rồi bây giờ cả nhà cùng Hạnh đi vào trong. Anh đi vào vào đi anh. Đây là lầu 3 ở chùa. Ở đây bên này nhìn qua thì cũng cái tòa tháp bên này thì có rất nhiều vị Phật. Dạ. Ngài đang ngồi. Bìa tre mất. Dạ đúng rồi, bên kia là nơi mà nuôi dưỡng rất nhiều trẻ em và bị bỏ rơi á. Dạ. À, thì bây giờ là xíu nữa anh em mình qua đó luôn. Qua đó để qua cho cả nhà cùng biết tới, để nếu ai có phát tâm cúng dường thì họ mọi người tới tận nơi để cúng dường. Để giúp cho mấy em thì có thêm kinh phí để
giúp cúng dường cho chùa để nuôi dưỡng mấy em. Dạ. Dạ. Đây. Ở đây có 3 lầu lận. Ở dưới 1, 2, 3. Ở bên kia kìa. Đây, bây giờ anh em mình đi qua bên kia đi. Đây Phật này. Giờ thì mình có bao nhiêu thì mình giúp theo tấm lòng của mình thôi, chứ bao nhiêu cho đủ anh. Thì thật ra thì mình đây nơi dạ dạ à, hồi xưa anh cũng ở y dạy luôn hả? Nhưng mà đi luôn 97 rồi đây. Dạ. Để khi nào có cơ hội về đó hôm qua. Rồi bây giờ anh em qua bên chỗ mấy đứa cháu đi, mấy đứa nhỏ đi. Dạ. Trời ơi, có những nơi như này thì giúp được bao nhiêu, biết bao nhiêu. Nước sâu ra sâu xa ấy không? Dạ. Biết phải là gì, nhưng mà cái nước sâu sâu xa cũng được gì cả. Đời sống ai cũng có nghiệp hết. Quan trọng là biết sám hối. Lúc trước chùa này ngôi chùa này cũng mới tu bổ lại, mới làm lại, mới sơn lại. Đây bây giờ cả nhà cùng vào bên trong nơi mà các bé đang đang vui chơi. Nào, đi vào. Thế anh em mình vào vào thăm, dạ vào thăm các bé. Đây cả nhà, đây là nơi nuôi dưỡng các bé ở chùa. Rất nhiều bé đang bị nhiều hoàn cảnh khác nhau. Cả nhà ai ở gần khu vực Gò Vấp thì có thể tới thăm cho các bé, hoặc là giúp các bé được phần nào giúp. Nam mô A Di Đà Phật. Dưới này là mấy bé nhỏ nhỏ đúng không chị? Nơi rất cần nhiều vòng tay của mọi người giúp chùa. Đây toàn là những em bé bị bỏ rơi, cơ nhỡ là thầy chùa đem về nuôi nấng cả nhà. Nên là mọi người có phát tâm thì cùng đến chùa thăm bé và đây nơi nơi dạy học dạy các bé. Dưới này là lớp mấy đứa bé rất là nhỏ. Ở khu vực dưới này, khu vực nhà bếp.
Bây giờ anh em mình lên lầu đi ha. Lên lầu quay cho mọi người cùng xem luôn. Lên lầu là mấy em nhỏ lớn hơn. Lớn hơn ở dưới. Ở dưới là mấy em nhỏ. Sinh ra đã được. Không may mắn là còn bị bố mẹ vứt bỏ nữa. Đây. Cái bé ngồi này cho. À. Ở trên này thì mấy bé cũng lớn rồi, với lại phòng cá nhân của mọi người nên là Thành không tiện quay nhiều thôi. Thành yêu quay, Thành xuống dưới quay nhà cùng thấy ha. Cùng xem ha. Bánh của mấy đứa nhỏ. Nhiều lắm, hồi sáng có mấy bé cho vô lớp học hay kia, bây giờ chắc về nghỉ hết rồi. Về phòng nghỉ hết rồi. Cái hành đi buổi chiều này cũng không quay được nhiều. Không quay được nhiều bé. Thật ra tấm lòng lớn lắm, với lại mới là mình yêu tấm lòng ai gì thật. Ở đây có rất nhiều tranh nhân quả nè. Rồi mọi người xem hết cái này mọi người sẽ biết là do nhân gì của những kiếp trước mà kiếp này mình được như vậy hay là mình bị như vậy. Có nhân quả. Âm một hai là cũng là cái nghiệp đó nha. Đúng rồi, có nghiệp hết. Cháu phi nước nha. Sa mạc khô hạn đó. À, lãng phí nước rồi. Tại những cái gì mình xài ở đây đều là mụn, đúng không? Đều là mụn, nó đều là mụn cả. Dạ. Nếu mình lãng phí những cái gì này, mình phải trả giá những cái đó. Đó, nên mọi người cũng lãng phí. Tích cứ gì đồ ăn, tích cứ gì đó, nếu mình lãng phí, đúng không? Nè, in hình Phật Bồ Tát lên sân thương mại, mất uy tín phá sản. Đó, là Bồ Tát nó không mại được. Đó là gì? Tình yêu vô nguyên, tự bi, cứu độ người thân. Bất hại bậc chân tu, đọa địa ngục chịu khổ ngàn năm. Đúng rồi đó. Như câu chuyện mới về đây mà tác một vị tu, vị sư ở bên Thái Lan gì đó anh. Ở đó đó đúng rồi, vị sư hạt. Bị mất vô anh đúng không? Vị sư bị oan đó nên là bị mất cả, nên cái nữ diễn viên mà đạo chính trong bộ phim đó. Đúng rồi, đó là bên Bhutan. Vị sư của phải Bhutan. Bhutan là có gì Đạt Ma, hiện tại Đạt Ma là Bhutan đó. Bị vu khống xong cái hay quá, nhiều không nói xin lỗi thôi. À. Tại nhà sư rất hay. Nên là người cô gái đó đã bị mất, gọi như là mất cả sự nghiệp luôn á. Nhân quả nhanh quá. Do mình không chưa có tìm hiểu cái phương án của người như vậy rồi. Dạ. Không nên. Đây bức tượng ở trên nó phần Phật Niết Bàn. Những gì mình thấy chú sai đi thật đúng không? Dạ đúng rồi. Thấy gì mà chú thật đâu? Đúng rồi, đó là một bậc chân tu. Đúng rồi. Đúng rồi. Bởi vì không thường thanh minh luôn. Đúng rồi. Nên là tất cả những việc mình làm nó đều ở trên Phật đều thấy hết. Tại vì cái chân tu là gì ta? Xin lỗi cô gái, tại biết cô gái rất là tức đúng không? Dạ. Cô gái nó bị cô gái nó rất là tức.
Tại may vì may ghê. Thì không có hiểu được cái đó nên chưa đâu có giải thích gì đâu. Dạ. Yeah. Rồi thì nói chung là ngôi chùa chùa đây rất là rộng ở nhà, còn bên kia khu vực bên kia nữa thì video Hành quay này cũng khá là dài rồi, nên là Hành hôm nay Hành quay tổng quan thôi, nên mọi người nếu những ai muốn đến ngôi chùa này thì mọi người đến chim đến cúng bái trực tiếp ha. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video Hành ngày hôm nay. Rồi mọi người có lòng hảo tâm thì cùng đến chùa để giúp nhiều em bé cơ nhỡ ở nơi đây nha, cùng với chùa Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi tạm biệt cả nhà, hẹn gặp cả nhà ở những video tiếp theo. Mình sẽ làm nhiều ngôi chùa ở nhiều nơi khác nhau. Rồi tạm biệt cả nhà nha.